mình ở đây kiếm được cái chỗ sống ảo cực kỳ đẹp luôn. À, ngồi ngay đây nè, đẹp dã man. Thôi mọi người đợi mình sao, mình đi vô đó đã ha. Nhắc đến Phú Quốc thì người ta thường nghĩ đến nghỉ dưỡng và ở resort. Nhưng mà đối với mình thì việc đi tour để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên là một trong những thứ là mình nhớ nhất về chuyến đi này. Nào, hãy cùng mình trải nghiệm và khám phá đảo Phú Quốc nha. Let's go! Nó có privacy đi, nó riêng tư một chút, với lại nó cũng khỏe, chủ động được thời gian. Cái cano này cũng đẹp nữa, sạch sẽ, đẹp. Rồi, thì ở đây nó đang lắc lư lắc lư trong lúc ăn ổ bánh mì. Này, hai thanh niên đang ăn bánh mì. Chào, chào. Rồi, xuất phát. Hôm nay đi chung với anh Hùng. Dạ, tụi mình đi tham quan mấy cái đảo ở cái quần đảo An Thới này. Thì anh Hùng ơi, dạ. Hôm nay mình lịch trình mình ta là mình đi một mình là đi hòn Móng Tay, hòn Móng Tay và hòn Lộc Kỳ và hòn Mây Đút Trong. Rồi mình đi ăn trưa ở đâu anh? Mình đi chợ hòn Đút Trong luôn à. À rồi rồi. Hình như em nhớ mang máng là cứ nó đi theo rằm. Nửa tháng đầu là rút buổi sáng, nửa tháng sau là rút buổi chiều đúng không? Vậy thì bây giờ nó đang rút buổi sáng. Rút buổi sáng. Rồi nếu mà đi rạch vẹm sau biển, không sau biển á, thì vậy là phải đi buổi sáng rút nó mới thấy đúng không? Ok. Tầm khoảng 12 giờ là bắt đầu rút lên, 11 giờ 12 giờ bắt đầu rút lên. Vậy là 8 9 giờ sáng thì vẫn còn đúng không? Để canh. Đó vậy rạch vẹm, nhưng mà tại vì 10 giờ rưỡi gì đó bắt đầu phải chạy về nó trả phòng rồi ra sân bay, cho nên muốn nhập mấy con sao biển thì phải đi sớm sớm lúc lúc đó. Cái này là kinh nghiệm xương máu của mình nha, lần trước đi Điệp Sơn đi sai giờ một cái không thấy gì luôn, nước nó chưa có rút á, không có gì đẹp hết, nên nhiều khi đi mấy cái chỗ biển á mình cần phải biết mấy cái người ở đây để mà biết nước con nước nó rút đến lúc nào nữa, chứ không phải muốn đi là đi thay đồ ở đây à. Là tí nữa ra hầm đồng ghi là không lên được bờ á, không thay được đồ á. À, mình thay đồ ở đây đi à, thay đồ bơi đồ tắm ở đây à. Đi này mình tắm nha, hầm đồng ghi lại tắm à. Dạ lên vô. Ồ xuống hầm này trước đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình tới hòn Móng Tay. Phòng Móng Tay thì đa số mọi người xuống đây chỉ để thay đồ và check in rồi chụp hình các kiểu, tại vì cái hòn này nó cũng khá là bé và nước nó rất là trong. Rồi bây giờ đi xuống ha. Rồi ok, Móng Tay, phòng Móng Tay. Rồi nước trong kìa, nước bên đó trong kìa. Đang không có khách, mình hình quay ở đây nó đẹp. Ừ. Rồi. Bây giờ thì nó đang cái mùa dịch nó vừa mới qua, thì mình cũng may mắn là nó vẫn chưa có nhiều du khách đến Phú Quốc. Nhưng mà để sau này á thì lúc đó sẽ rất là đông khách. Thì bây giờ mình coi thử coi cái bãi này nó hoang sơ cỡ nào ha. Cái này chó Phú Quốc à? Đâu, chó Nam. Cái này chó gì? Chó Nam. Chó Gia Lai. Chó Gia Lai. Chó Gia Lai. Rồi chó này chó gì Nam? Chó ngay cầu này nè, ngồi má vừa đi nè. Má nó gì cắn cái chết trà. Ha.
anh em của mày mà. Ôi ôi, thôi chạy chắc rồi. Ở đây là phải Nam chọc chó. Trên bãi biển thật đẹp, thật lãng mạn. Có chó Nam và chó Trung Quốc. Rồi, ok. Đây là ở hòn Móng Tay. Có người ta biết ra không? Ở đây nước nó tràn tràn tràn, nhìn đã nha. Ơ? Sao giống con cá mập như vậy? Có con hóc sên luôn kìa. Kìa, to vậy. Ê, có tu hai không? Còn con Phương. Giống bà Ngư vậy? Bà Ngư hả? Ăn bà Ngư đi. Cá bà Ngư hả? Bà Ngư nhiêu ký? Chiều rưỡi. Đây là con ốc nhảy. Sao chưa thấy con nào nhảy ra? Lúc nãy chưa qua không quay thì thấy nó nhảy. Giờ không thấy nó nhảy nữa. Ê, nhảy đi mày, nhảy đi. Rồi đây là cái đống ốc nhảy mà mình hay ăn. Nhưng mà ga mấy Phú Quốc thì ít. Ở chỗ thị trấn á, trên đảo thì thấy ít người ăn lắm. Để mình quay coi gán kêu coi nó nhảy hay không. Nhảy coi. Con ốc nhảy thì nó có cái mề của nó rất là dạ, nó rất là nhọn, ăn thì phải cẩn thận, nhưng mà thịt nó thì rất là ngon. Mà ốc nhảy này nó hơi màu khác mấy con bên kia. Đợt mình ăn là mấy con đó là ốc nhảy đỏ. Ôi, mình thấy cái gì nè. Đây là trái dừa nhỏ nhất mà mình từng thấy. Đây mấy cây dừa ở đây nhìn cũng rất là đẹp. Rồi, để mình đi ra cái cầu này, đi một vòng xem có chỗ nào đẹp để mà check in sống ảo chụp hình không. Ở đây thì nước khá rất là trong. Bây giờ bắt đầu có chút xíu ánh nắng mặt trời nè, thì nước biển nó còn trong hơn lúc nãy mình mới vô nữa. Hai anh niên đó đang sống ảo kìa. Đây, ở đây họ có một cái bè để mà nuôi cá nè. Nuôi cá họ đánh bắt được. Ê, có mấy con cá bóng mú nè. Bên kia sao á thì mình không thấy. Đó. Ê, hình như ngược sáng à, lúc bên đây nó mới sáng hơn. Đây, mình quay camera lại bên đây. Vì mặt trời ra hướng này thì nó sẽ sáng hơn. Đó, nước quá trong. Còn đây bên đây thì nước tuyệt vời. Còn ở phía góc xa xa mà nhìn vô á, hòn Móng Tay nó rất là nhỏ nha, cho nên nó ít người tắm lắm, mình chỉ qua đây chơi thôi. Một nguyên một đống dừa nhìn rất là tuyệt vời. Đây là cái cầu mình ra đây, góc cuối của cái cầu. Thích ha. Wow, nước trong chưa? Quả trong. Nhìn đã mà ơi. Rồi, sau một khoảng thời gian lăn lo bò lết thì tụi mình cũng đã chụp hình xong. Rồi, vậy là xong cái hòn Móng Tay. Giờ mình đi qua hòn Mây Rút để mà ăn và chụp hình quay phim. Thằng này nằm từ lúc mình tới giờ, nó còn lười hơn mình nữa. Ok. Đẹp không? Đại ra nước trong veo. À, nhìn bên này đi. Đã chưa. We'll be right back.
xanh thì thôi rồi. Đã nước đây quá đẹp, mây rút trong trời. Hàng chi chỗ này, đây cũng là cái chỗ đông người nhất luôn, thì ai cũng thích ở đây tắm, ở đây thích 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 thiệt. Đến rồi, đến rồi, quá đẹp. Giờ mình mới để ý nha, mấy cái miếng mút này á, người ta để bên đó để tránh hai thuyền nó va đập vào nhau á. Giờ mới để ý luôn. Hên là cái mùa này mà nó rất là vắng người nha, mà có còn đông vậy á. Mọi người mà đi đến đây mà cái chỗ cao điểm á thì mình cũng không tưởng tượng được như thế nào nữa. Nó mà quá tải thì cũng không nên, nhưng mà mình thấy mình đâu có cái gì để mà quản lý kiểm soát cái lượng người lên đâu, nên thì ra cũng hên xui lắm nha. Giờ có trái nào ngọt ngọt không ha? Mấy trái mà hơi nâu nâu chút là ngọt đúng không? Thì anh lấy trái này ha. Ừ. Anh mới bắt được con nãy hả? Nó giống là giống như con CEO trình thiệt chứ. Ở đây lâu lâu cũng bắt được mấy con thú vị ha. Rồi giờ order một trái dừa. Trái này bự ghê á. Cũng được. Này dừa già. Cái này chua. Cũng được. Chua. Vậy bỏ trái này uống được. Trái này dừa già, trái lớn này dừa già uống thì cũng nó thật ra nó không ngon bằng mấy trái dừa ở miền Tây, Mỹ Tho, Cần Thơ, Bến Tre. Dừa bên đây dưới mình nó ngọt hơn, ngọt lớn hơn nhiều. Dừa đây nó hút nước biển mà, đúng không? Đây đây, good good. Ồ, cái này good good. Ờ, biết vậy uống uống Pepsi như thằng chó nam. À, chó nam uống Pepsi. Dừa với chả dừa. Pepsi cho khỏe. Nhưng mà ra đi biển thì uống nước dừa vẫn hợp hơn. Coca đi muôn nơi. Ok, giờ mình đang set up cái flycam để bay. Có thể đây là lần cuối là mình gặp nó. Cái bữa dài nghi lắm rồi. Mới bay. Máy bay có một chút là hết pin hoài, cho nên nghĩ chắc tuổi thọ nó cũng đến nơi rồi, mình mua cũng được năm mấy hai năm. Thì cái gì chia tay cũng phải chia tay thôi. Bản thân mà đôi giày mới mua thì không thể vô nước được, nên mình sẽ thay đổi đôi vớ đi. Nhúng chân xuống nước còn như tắm đó. Mặc đôi vớ này đi là màu, nhưng mà ở dưới mà mấy cái tảng đá chỗ thằng Nam nằm hồi nãy á
nếu mà mình đi xuống thì mình cũng phải mặc đôi dép gì đó cho nó dễ đi á. Cái này rút kinh nghiệm từ cái bữa chuyến đi đảo Yến với lại cái bữa đi mà đi hang lái á, trời ơi nó đau chân kinh khủng. Bây giờ rút kinh nghiệm để này theo. Đấy, xuống biển chút thôi. Nước trong dễ sợ, nước mát dễ sợ. Mát quá. À không nha. Không nha, không nha, không nha, không nha. Cái bãi cát thì rất là mịn nha, mà xuống dưới là san hô rồi sò không à, đây nè. Bước hơi bị đau chân á. Tự nhiên thấy cái cục này, cái này rong nho thấy gì vậy? Nè, bự cho bé luôn. Rong biển hả? Rong nho. Rong nho là gì đã vậy? Rong nho để ăn đi. Thôi, sao đã vậy? Ăn thôi. Ngon. Rong nho hả? À? Bước đi. Ăn sao? Ăn vậy thôi. Ăn được không vậy? Được sao? À, ăn chết rồi. Sốt sốt đúng không? Ừ. Chua không? Chua. Mặn. Mặn chứ chua vậy? Mặn. Mặn. Ê, vậy sao cái miệng muối vậy? Ừ. Tại mới lập lên chưa được. Ở đây có mấy cái bãi, có mấy cái bãi đá. Mấy bãi đá này nè. Nhìn xuống tà rong nho không à. Hàng chi hồi nãy đi lượm được cục bông nho. Đó thấy không? Rong nho không. Rồi dưới đây cũng có nè. Nãy giờ chết cha, nãy giờ mình đạp đúng rong nho. Hàng chi lượm được cục. Wow. Lên khu vực. Trời ơi, có cá luôn. Thấy không? Thấy mấy con cá không? Mấy con cá bơi 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 đó. Đã không? Trời, ở đây nhiều rong nho lắm nha. Quá chừng. Mọi người thấy mấy cái hoa hoa không? Không biết là gì hả? Để lát mình hỏi. Trời, ở đây rong quá trời luôn, nhìn một mảng xanh ngát. Nghĩ ở đây mà lặn biển là đã lắm á. Thanh niên nào chọt đường vậy luôn, quả là sư phụ má, vừa mà chọt được vậy luôn mới biết. Rồi vậy là mình xong cái Flyca Mayrup ở đó, thì hồi nãy lúc bay lên á thì hơi rung một cái, tại vì mình có một cục pin lỗi. Hàng chi lần trước bay mới vừa cất cánh lên, trong vòng 2 phút là hết pin. Tại vì cục này không biết làm sao á. Cái đổi lại cục ghi có 50% à. Nên cũng không bay được nhiều à. Nhưng mà cũng chắc cũng có 1-2 clip đẹp để mà show cho mọi người. Thì mình vậy mình cũng happy rồi. Thì bây giờ lẽ ra theo cái tour, thì cái máy tour là lịch trình của mình á, thì mình còn một cái hòn gầm kỳ để mà cặn san hô để tắm rồi. Nhưng mà khi mà mình qua cái Mayrup này nè, hải sản thì nó không có nhiều, với lại nó rất là đắt, thì mình sẽ quay lại hòn móng tay. Thì anh chạy cano anh không có, thì mình làm tán với ảnh thì mình sẽ chạy về lại hòn móng tay xong rồi đi về luôn. À, khúc này là mấy anh làm tour rất là có tâm, chụp hình đẩy xích đu cho kinh khủng đấy. We'll be right back.
tôm đi em. Này tô hài 800. Góc gì của nè? Bào ngư. Đó. Mướp đỏ nữa nè. Ngon ngon ngon. Ê giống cái hả? Nhưng mà nó bị nó khác. Khác. Mỗi nơi mỗi khác. Nó không mặn lắm mà nó chua. Thì là bỏ vô ui rồi hả? Cái này nó dễ, chịu, cũng dễ chịu, khá dễ chịu. Thì bữa nào ai muốn đi thử cái mình với anh Nam nói là gì thì lên ở đó đâu quên bún mẹ rồi. Nguyễn Chi Phương. Ờ, Nguyễn Chi Phương, bún quậy Phú Quốc ở Nguyễn Chi Phương á. Thì cái nước chấm nó rất là ngon, Giờ cứ đi xong là phải rút thẻ nhớ ra. Copy lại vô điện thoại cái đã. Nhiên xong lát bay tiếp. Bài cam cứ gớt thì thôi. Tại ngắm nó cũng sắp tới ngày rồi. Không chạy được đi đâu đâu. Cắn thuốc bay cao hơn. Bào ngư. Tu hai. Cá bóp. Ốc nhảy. Để coi ăn thử coi ốc nhảy này nó ngon hơn ốc nể bên Ninh Thuận hay không. Đó. Nói chung là đi đâu thì người ta cũng nói đặc sản là của bên mình. Bên nào đặc sản hết á. Nên mình ăn thử coi đặc sản nào hơn đặc sản nào ha. Bào ngư. Đây nè. Nó bị trần á, cái lưỡi nó bị trần á. Đấy, bào ngư ăn nó cũng giống như là con xà lông á. Nó cũng không thấy gì nhiều. Dai 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 ngon thì cũng bình thường nè, chủ yếu là sắp đổ luôn ngoài luôn đi nè, chủ yếu là hành dinh dưỡng cao cho nên nó bán mắc vậy thôi. Hai tô hài nướng mỡ hành, bây giờ cho một miếng mưa ớt vô và ăn. Đang nó lạnh cái trong rồi. Cô Hà quá ngon. Thích ăn cô Hà lắm. Ở Sài Gòn á anh Tài, em có biết một số bán chạy đó, bán cô Hà là size, cái size cũng tự tưởng ở đó hoặc là lớn một chút, 10.000 con. Dạ. Ngon lắm. Chú bán ngon lắm. Bữa nào chỉ cho. Thôi, giờ ăn thử con ốc nhảy hấp xả. Ốc nhảy nguyên con. Ốc nhảy á thì cái loại lớn thì nó mới ăn ngon, mấy loại nhỏ hơn á bữa ở Sài Gòn mua ăn bạch nhảy luôn. Một cái lưỡi nữa nè. Ốc nhảy là ngon nha. Ốc nhảy nó có cái mà cái mề á rất là nhọn, ăn hay coi chừng á, mắt trong bị cắt lưỡi. Cái con Nam kìa, dạ thon, ăn luôn mời Nam. Ngon ngon. À, ốc nhảy là ngon mà. Giờ bỏ thêm rau vô. Em ơi, này là lẩu chua cay hả? Lẩu Thái. Cá, cá bớp. Ngon không Nam? Cá bớp ngon. Tươi không? Tươi không? Ăn xong đi. Ok, mọi người. Đó là hòn móng tay. Ăn uống ở đây. Hồi nãy mình định bay một cái nữa nhưng mà cục pin nó mới bay lên cái là nó rớt xuống cái kịch. Thì mình có kiểm tra lại cái cục pin tốt mà mình bay ở bên Mê Rút á.
cục đó thì pin bình thường, cục còn hai cục kia thì của mình bị phù, nên nó bay là rất cái kịch trong vòng 20 giây 30 giây. Thì thôi vậy thì mình về, còn hòn kia thì mình sẽ không đi, tại vì cũng hết sức rồi, rồi máy bay thì cũng hết pin rồi, cho nên đi về nhà nghỉ một chút rồi xong rồi cái mình sẽ chạy ra ngắm hoàng hôn sau vậy ha.